Chào mừng mọi người đã đến với bản tin nhanh của Cryptolic VN ngày hôm nay. Đây là Cryptolic VN và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolic mỗi ngày. Vitalik Buterin hoài nghi về những cầu nối xuyên chuỗi. Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin đã cho rằng các hạn chế bảo mật là lý do chính khiến các cầu nối xuyên chuỗi sẽ không thành công. Vitalik Buterin đã tweet một liên kết đến một bài đăng trên Reddit ngày 8 tháng 1. Trong đó, anh ấy thảo luận về sự tin tưởng của mình vào một tương lai đa chuỗi, nhưng bày tỏ sự hoài nghi về hệ sinh thái chuỗi chéo. Các lỗ hổng xuyên chuỗi. Trong lập luận của mình, Buterin đã cho rằng các giới hạn an ninh cơ bản của cầu nối xuyên chuỗi là lý do chính khiến anh không chấp nhận môi trường chuỗi chéo. Trong lời giải thích của mình, Buterin đề cập rằng anh ấy không đồng ý việc tất cả các cơ chế bảo mật đều thất bại khiến một blockchain bị tấn công 51%. Mục tiêu của cuộc tấn công 51% là thao túng tính toàn vẹn của các giao dịch đang được đăng ký trong một blockchain bằng cách kiểm soát hơn 50% tỷ lệ BAM khai thác hoặc sức mạnh tính toán của mạng. Buterin cáo buộc rằng trong trường hợp tấn công 51%, kẻ tấn công không thể đề xuất khối lấy đi Ethereum của ai đó, vì như vậy khối sẽ vi phạm các quy tắc đồng thuận và do đó sẽ bị mạng từ chối. Nói cách khác, anh ấy cho rằng ngay cả khi 99% hash power được liên kết để lấy đi Ethereum của ví khác một cách bất hợp pháp thì các nút sẽ đơn giản sẽ tuân theo chuỗi 1% còn lại, vì nó là tập hợp các khối duy nhất tuân theo các quy tắc giao thức. Do đó, Buterin tuyên bố các khối trung thực sẽ duy trì tính nhất quán của trạng thái. Buterin lập luận rằng vấn đề xuất hiện khi người dùng kết nối nội dung từ các blockchain gốc của họ với một blockchain không phải gốc. Nếu blockchain gốc bị tấn công 51% làm hoàn nguyên giao dịch cầu nối, thì ngay sau khi giao dịch tương tự đó được xác nhận trong blockchain không phải gốc, những tài sản đó có thể bị bỏ lại hoặc bị đóng băng, khiến người dùng có hợp đồng không còn được hỗ trợ đầy đủ trong blockchain gốc. Buterin tiếp tục giải thích rằng nguyên tắc tương tự áp dụng cho bất kỳ layer 2 nào được xây dựng trên Ethereum. Nếu Ethereum bị tấn công 51% và hoàn nguyên, thì Arbitrum và Optimism cũng sẽ hoàn nguyên, khiến các ứng dụng cuộn chéo giữ trạng thái trên Arbitrum và Optimism vẫn được đảm bảo. Và nếu Ethereum không bị tấn công 51%, thì không có cách nào để có thể tấn công 51% vào Arbitrum và Optimism một cách riêng biệt. Buterin tiếp tục giải thích rằng việc sử dụng các dApp có liên quan lẫn nhau giữa các chuỗi khác nhau là nơi mọi người có thể chứng kiến hiệu ứng lây lan, trong đó một cuộc tấn công 51% có thể làm tổn hại toàn bộ hệ sinh thái. Đồng thời, Buterin cho rằng anh ấy ủng hộ các khu vực chủ quyền trong đó. Một số ứng dụng layer 1 nguyên bản có giao dịch chặt chẽ với nhau thay vì tương tác với các môi trường blockchain khác. Buterin kết luận bằng cách nói rằng anh không mong đợi những vấn đề này phát sinh ngay lập tức, nhưng khi khối lượng tiền điện tử được nắm giữ trong các cây cầu nối ngày càng tăng, thì động cơ tấn công chúng sẽ tăng lên. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo mỗi ngày cùng Cryptolic VN, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!